Ông bà nói có lý. Nhưng nếu như bà Phương Nga chứng minh được là Lộc Hưng không phải là con ruột của ông Lộc Bình, thì lúc đó bản di chúc không còn giá trị nữa. Chuyện Lộc Hưng không phải là con ông Lộc Bình tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Một khi mọi thứ đưa ra pháp luật thì tòa án sẽ cho điều tra lại để làm rõ tất cả nội tình và xét xử phân chia. Vậy nguy cơ chúng tôi mất trắng là có thiệt sao? Đúng vậy. Không thể để chuyện xấu này xảy ra được. Phải nghĩ cách đối phó với bà ta thôi. Ông trời cũng rất công bằng, đã ban lại trí nhớ cho tôi để tôi quay trở lại giặt mặt tên thủ ác như ông. Nè, ông có biết rằng khi tôi hồi phục trí nhớ, người tôi nhớ đầu tiên là ai không? Là ông đó, kẻ giết hại tôi. Còn điều thứ hai thì tôi nhớ bản thân mình có sở hữu khối tài sản lớn tại Việt Nam. À, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Mục đích của bà quay trở lại đây là vì tài sản. Ok chứ? Chứ bà ngửa đi, bà muốn lấy lại bao nhiêu? Ông không có quyền hỏi tôi câu đó. Những gì thuộc về tôi thì nó phải là của tôi. Con là Lộc An đây mẹ. Mẹ không nhận ra con hả? Mẹ đúng là mẹ thiệt của con. Bao nhiêu năm qua con vẫn đi tìm mẹ. Đúng là con, đúng là con gái của mẹ đây rồi. Mẹ không ngờ có ngày ông trời lại cho mẹ con mình được gặp nhau.